Chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ. Nếu như lần đầu tiên xem clip của em thì em xin tự giới thiệu, em là Bình, ô tô cũ Hà Nội. Hôm nay mới nhất là ngày 20 tháng 5 năm 2019 thì xin giới thiệu cho tất cả các bác một mẫu sản phẩm mà bên em mới nhập về. Đó là chiếc Toyota Fortuner phiên bản 2.7V máy xăng số tự động, sản xuất 2011, tư nhân chính chủ biển Hà Nội. Một chủ từ đầu. Bây giờ em sẽ đi vào chi tiết để quay chiếc xe này để cho mọi người cùng nắm mắt. Chào các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ. Và nếu như là lần đầu tiên xem clip của em thì em xin tự giới thiệu, đây là Bình, ô tô cũ Hà Nội. Mong tất cả các bác để lại cho em xin được một lượt like và một lượt đăng ký kênh nút màu đỏ và bấm nút chuông bên cạnh để chúng ta có thể cập nhật những video mới nhất mà em về theo năm tháng. Thì hôm nay mới nhất là ngày 20 tháng 5 năm 2019. Xin được giới thiệu cho tất cả các bác một mẫu sản phẩm mà bên em mới nhập về. Trước mắt chúng ta đây là chiếc Toyota Fortuner phiên bản 2.7V máy xăng số tự động, sản xuất 2011, biển Hà Nội, một chủ từ đầu. Xe được trang bị ngoại thất là màu bạc. Fortuner là một dòng xe 7 chỗ mọi người nhé. Thì đặc biệt cái dòng xe này nó là dòng xe 2.7 máy xăng số tự động. Nó cũng tiêu hao nhiên liệu cũng khá là mạnh. Do vậy là cũng kén người đi so với cái dòng số sàn máy dầu. Và cũng giá cả thì nó cũng rẻ hơn là dòng số sàn máy dầu rất là nhiều. Nhưng mà rất là phù hợp cho các bác nào mà đang có nhu cầu muốn mua để về chạy công ty hoặc là chạy công trường. Thì đương nhiên rồi, với cái động cơ 2.7V máy xăng như vậy thì rất là tốn nhiên liệu, nhưng mà ngược lại là nó cho chúng ta được một cái cảm giác lái và một cái cảm giác đi thì rất là tuyệt vời, bởi vì nó rất là đầm và khỏe. Và một chiếc Fortuner mà không bao giờ gọi là lỗi mốt được, nó như được ví như là một chiếc xe dream của Honda. Thì cũng xin giới thiệu lại với mọi người, đây là chiếc Fortuner 2.7V máy xăng số tự động, sản xuất 2011, tư nhân biển Hà Nội. Xe được trang bị ngoại thất là màu bạc. Chiếc xe này nói luôn giá với cho mọi người, cái giá tham khảo mọi người nhé. Bác nào mà đang quan tâm thì có thể alo sớm cho em theo số điện thoại em để ở phần mô tả, đây là Bình, ô tô cũ Hà Nội. Với chiếc xe này thì em sẽ giao bán với giá là 560 triệu. Nhấn mạnh với mọi người là giá có thương lượng mọi người nhé. Do vậy là bác nào mà cảm thấy cao quá thì cũng mong các bác là để lại một lời bình luận có văn hóa một chút. Bởi vì chúng ta thuận mua vừa bán, không ai ép chúng ta phải mua với giá như vậy cả. Đó, thì bây giờ đi vào chi tiết xe luôn. Về cái phần đầu xe thì Fortuner 2011 thì nó chưa lên được form mới. Phải lên đến 2012 thì nó vẫn còn form này và một form mới mọi người nhé. Đấy, thì về phần đèn pha này, nó xe được trang bị là đèn bicolor projector. Đó, và một cái đèn bóng halogen bình thường và mặt ca lăng đặc trưng của cái dòng Fortuner. Hai đèn bên này đều hoàn hảo, không có một vết rạn nứt gì mọi người nhá. Đèn sương mù cũng vậy, Đó, em quay luôn cái gầm đằng trước cho mọi người xem nhá. Thì về cái phần sơn xe, phần vỏ xe thì xin được nhấn mạnh với mọi người là một lần nữa là khi mà em đã cam kết cho các bác là có hai mục tiêu, một là không đâm đụng, hai là không ngập nước, thì hai cái yếu tố đó quan trọng nhất rồi, thì chúng ta không phải lo về chất lượng xe của em nữa mọi người nhé. Nếu như bác nào mà đã thực sự là theo dõi em rồi thì khi mà lên xem xe thì em cũng nói luôn với các bác là không bao giờ chê được xe của em, bởi vì em nói không lỗi là không lỗi. Do vậy là chúng ta hoàn toàn yên tâm về chất lượng trước khi lên xem xe đấy. Còn về phần vỏ xe nó xước sát thì xe cũ xe nào không tránh được mọi người ạ. Nhưng đặc biệt chiếc xe này sơn zin nó còn đến 70% đến 80% cơ mọi người ạ. Do vậy là các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng nhá. Đó, về phần cái nắp capo này không móp méo đâu mọi người nhá. Xe thì em nói luôn là em cũng đánh bóng rồi. Đó, kính lái này, đăng kiểm phí đường bộ vẫn còn tươi tươi thôi mọi người nhá. Đây, về phần la răng này, la răng, bốn quả la răng vẫn còn nguyên bản, không hề sơn lại. Bốn quả lốp thì còn rất là tốt luôn. Đây, các bác cũng thấy không? Đó, bốn quả lốp này chúng ta vẫn còn sử dụng chạy dài dài mọi người nhé. Đấy, tất cả cái chassis ở bên trong hông lái đến tất cả mọi thứ là vẫn còn đẹp mọi người ạ. Đó, để mà nói rất đẹp thì đâm ra là các bác cứ nói em rằng là ông nào bán xe mà chả khen đẹp, thì đúng cái điều đấy, ông nào bán xe như các bác có muốn bán cái gì chúng ta cũng phải khen đẹp thôi. Nhưng mà em đây em không nói quá, nó gọi là như thế này thì nó là đẹp lắm rồi các bác. Và đây, bây giờ em sẽ đi vào phần quay luôn cái trần xe cho mọi người xem nhé. Đó, bốn kính vẫn còn nguyên mã mọi người nhé. Đây là cái phần táp ly cửa phụ.
Đó, đây keo chỉ cho mọi người xem này. Đó, táp ly này. Cái nhựa táp ly còn rất là đẹp luôn. Đó, nhựa táp ly này. Xe này thì xuất sắc luôn. Nếu về nội thất thì rất là xuất sắc. Thì em cũng nói luôn với các bác là để mà được đẹp như thế này thì bọn em cũng phải trải qua một cái quá trình, đó là dọn rửa cho đến tẩy để thì nó mới được đẹp như thế này. Đó, đây cho các bác cùng xem con ốc bản lề này. Đó, bậc lên xuống này, ốc bản lề, ốc bản lề này. Khi ví dụ như các bác đi xem cái cánh cửa chúng ta chỉ cần xem mấy cái bản lề này thôi, và keo chỉ thì chúng ta có đánh giá được chiếc xe nó như thế nào mọi người nhá. Đó, ghế phụ này, ghế da theo xe vẫn còn nguyên, không bọc lại đâu mọi người nhá. Ghế zin đó, đây ghế zin đây mọi người nhá, nó có từng cái độ nhăn theo đúng cái thời gian rồi. Khay đựng nước này, hộc để đồ này, khay cắm USB này. Chiếc xe này là chiếc xe số tự động hai cầu, táp ly cửa phụ đằng sau. Đây, cho các bác cùng xem này. Keo chỉ còn zin mọi người nhá. Đó, do vậy là em sẽ nhấn mạnh và đi vào những cái chi tiết chính luôn cho mọi người xem. Đây cái phần da ở táp ly này, các bác thấy không? Còn nguyên bản luôn, em cam kết cho các bác là nguyên bản, không có hề có cái sự gọi là tác động của một cái da mới hay là thay một cái táp ly mới gì cả đâu. Đó, đây là cái phần ghế thứ hai này. Khi mà chúng ta mua những cái dòng xe số tự động này này thì nó hơi tốn xăng một chút thôi, nhưng chúng ta hoàn toàn yên tâm, nó không bao giờ người ta mua về người ta chạy dịch vụ cả. Bởi vì xe, nếu như mà xe này chạy dịch vụ thì lỗ vốn. Và hộp tựa tay, hàng ghế sau rất là chất luôn. Đây, ba dàn điều hòa, trần nỉ vẫn còn nguyên mọi người nhé. Đó. Đây, lốp đằng sau đây. Cho bác xem lốp đằng sau này. Còn chạy tốt mọi người nhé, chạy còn rất rất thoải mái luôn. Về cái phần đuôi xe này, 2.7V, đèn hậu còn rất đẹp luôn. Đó, thanh đẹp mạ chrome chạy ngang này, đèn hậu bên lái này. Đây, từng cái chữ Toyota Fortuner các bác thấy không? Nó còn in dấu ấn của thời gian. Camera lùi, màn hình trên xe. Đây, hàng ghế thứ ba này. Đó, em quay luôn mấy cái bản ốc bản lề cho mọi người cùng ngắm luôn về chất lượng nó như thế nào nhá. Đó, rất đẹp luôn. Táp ly cửa sau bên lái, táp ly cửa sau bên lái này. Đó, 7 chỗ. Fortuner đi là đúng là đẳng cấp rồi. Rất đẹp luôn. Táp ly cửa lái này. Hệ thống 4 kính tổng. Trời ở Hà Nội hôm nay thì cũng hạ nhiệt rồi nhưng mà cũng rất là nóng. Vâng. Đây cho các bác cùng xem. Rất là nóng, cố gắng để mà đây em đứng không thôi mà mồ hôi rồi. Tuyệt nhoãi rồi. Đây táp ly này. Bây giờ em quay luôn cái khoang máy cho mọi người cùng xem nhá. Đó. Đây các bác cùng xem cái chân ga với lại chân phanh này. Nó còn rất là đều luôn. Xe chạy gần 8 vạn thôi mọi người. Các bác đợi em xíu nhá. Đó, đây. Cái nắp capo này. Máy này, máy bên em dọn rồi mọi người nhá. Nhưng mà cam kết cho các bác là không đâm đụng, không ngập nước, do vậy là hoàn toàn là chúng ta có thể yên tâm về phần máy móc cho đến tai nạn ngập nước là hoàn toàn không có. Bởi vì một chiếc xe bọn em bán ra, bọn em bán bằng sự uy tín, không bao giờ dúi cho dân một chiếc xe lỗi đâu. Xe lỗi thì có nhiều người ta vẫn bán, nhưng mà bán về giá rất tốt thì chúng ta vẫn mua được bình thường, không sao cả. Đây là về phần nội thất này. Đó. Đây, hệ thống bảng điều khiển này, khay đựng đồ này, vô lăng rất đẹp luôn. Đó. Đây, ghế lái này, ghế lái chỉnh điện mọi người nhá. Ghế lái chỉnh điện này. Em vào bên trong xe cho nó mát mọi người nhé. Táp lô này, màn hình. Các bác thấy nội thất rất là đẹp luôn. Nhựa của Toyota thì rất là bền và rất là thích luôn. Đó. Đây, hộp số tự động. Các bác cũng nhìn cái củ số này. Nó rất đẹp, đúng không ạ? Vô lăng này, vô lăng rất là đẹp luôn, không hề bọc lại đâu mọi người nhé.
bởi vì chủ nhân họ cũng khá là giữ gìn, rất là giữ gìn luôn. Đó. Cái trời này vào trong xe thì đúng là hơn sông hơi, sợ quá. Thì xin giới thiệu lại cho mọi người, đây là chiếc Toyota Fortuner 2.7V máy xăng số tự động, sản xuất 2011, biển Hà Nội, một chủ từ đầu. Chiếc xe này em bán với giá 560 triệu, giá có thương lượng. Do vậy bác nào mà quan tâm thì alo sớm cho em số điện thoại em để phần mô tả mọi người nhé. Em là Bình, ô tô cũ Hà Nội. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi. Chào các bác.